Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì như Hân đã hứa, xin chào bạn Tuấn Điệp, bạn Vân Dương. Là 8:30 ngày hôm nay thì Hân sốt vượt chống ve sẽ live trực tiếp cái mẫu full face rất là độc đáo, một cái mẫu nón mà có gắn liền đuôi gió và cái đèn led để các bạn sử dụng đội lên khi mình đi ở trên đường á, lưu thông ở trên đường rất là ngầu và đẹp. Một cái mẫu nón mà Hân nghĩ là rất là hot trong năm nay, và bản thân thì bên shop Hân thì Hân bán cũng rất là nhiều rồi. Đợi đợi anh em chúng ta, chị em chúng ta vào đông đông một chút thì Hân bắt đầu like nha. Xin chào Di Vương, chào Đức Nguyễn ạ, chào bạn Phạm Hải Đăng. Xin cảm ơn những ai đang có mặt thì bắt đầu vào đây xem cái like này trực tiếp của Hân thì chấm cho Hân Hân một chấm nha. Mà xin chào bạn Nguyễn Trịnh. Một mùa trung thu nữa lại sắp về rồi, thế nên là Hân cũng như shopvượt.vn thì chúc cho tất cả những cái bạn trẻ chúng ta, anh chị em chúng ta có một mùa trung thu thật là vui vẻ, đón trung thu bên gia đình thật là đầm ấm. Những cái bạn nào mà còn đang cô đơn thì sẽ may mắn hơn, sẽ tìm thấy một lửa của mình ở trong cái dịp lễ trung thu 2019 này. Còn những cái người nào mà đang cô đơn không tìm thấy cô đơn tiếp, không có sao hết. Xin chào chị. Những cái người nào mà đang xem cái live ngày hôm nay của Hân, chấm giúp cho Hân một chấm nha, để đẩy bài đi giúp Hân, hoặc là có cái chút tấm lòng thật ra bên Hân thì Hân không có, như Hân đã trao đổi với các bạn nhiều rồi, là bên Hân là Hân bán dư dả chứ không bao giờ có cái chế độ là bán xả hàng hay như thế nào cả, mà Hân chỉ lên cái live này là giới thiệu cái mẫu trực tiếp để cho các bạn dễ hình dung hơn về những cái mẫu hay là những cái dòng sản phẩm bên Hân đang bán. Chỉ các live của Hân là Hân không có bán xả hàng ồ ạt, bởi vì hàng bên Hân là bao giờ cũng giữ giá, và Hân bán đúng là cái không bán ồ ạt như ở trên thị trường đâu ạ. Có cái điều đặc biệt là Hân sẽ tri ân những cái bạn nào mà đặt mua qua live của Hân ấy, thì Hân sẽ để cái giá thấp hơn so với cái giá bình thường Hân bán mà có kèm quà tặng. Thì đó là những cái live lần trước là Hân cũng đã trao đổi với các bạn rồi, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Hân sẽ chọn một cái như là Hân đã giới thiệu đấy, Hân chọn một cái mẫu nón là có cái đèn led nhấp nháy nhấp nháy ở đằng sau, khi mà mình đội đi đường dưới tối rất là ok và trông rất là đáng yêu ấy ạ. Lát nữa thì khi mọi người vào xem đông đông một chút thì Hân sẽ giới thiệu nha. Xin chào Vương Nhi nha. Đúng rồi, Vương Nhi và Di Vương. Mong sao một cái trung thu này thì các em thành một đôi một cặp. Những cái bạn nào vào sau chấm cho chấm hoặc là phẩy giúp Hân một chợ phẩy cũng được. Thật ra thì với những cái dịp lễ như thế này, với những cái dịp lễ trung thu hay là mùng 2 tháng 9 thì tất cả những cái bạn trẻ là Hân biết là rất là có những cái nhiều chuyến đi xa, nhiều những cái tour phượt đi với team, với đội. Thế nên là cái việc mà sắm cho mình một chiếc nón full face cũng như là các nón 3/4 hay là các dòng phụ kiện để đi phượt nó đảm bảo an toàn cho cái tính mạng của mình khi lưu thông ở trên đường cũng rất là cần thiết. Bởi vì tuổi trẻ là tuổi của những chuyến đi xa, thế nên là những cái dịp được nghỉ hay là các bạn được nghỉ làm, các bạn được nghỉ học thì cũng lên đi tham quan du lịch cùng với bạn bè để khám phá những cái địa điểm vùng đất mới, như là những cái nơi mà mình chưa từng đặt chân đến, thì đó mới gọi là cái tuổi trẻ, đúng không ạ? Thì Hân hiểu được những cái điều như thế, nên là những cái dịp như lễ như thế này thì những cái shop phụ kiện ở bên Hân là luôn luôn là rất là tri ân tới các khách, sẽ để những cái mức giá rất là ưu đãi cho các bạn, nhất là với những cái bạn mà chúng ta còn là sinh viên hay học sinh thì bên Hân thì Hân luôn luôn là giữ một cái mức giá ổn định và rất là hỗ trợ các bạn. Nếu như bạn nào từng mua hàng ở bên Hân, nếu như học sinh sinh viên thì các bạn biết đấy ạ, Hân bao giờ Hân cũng ưu đãi với giá với các bạn hơn, cũng như là về những cái quà tặng sao cho phù hợp. Cảm ơn Linh Tăng nha, chào em gái.
Chào cao thánh lễ. Những cái bạn vào sau ấy, như Hân đã được vừa xong rồi, Hân đã gửi lời chúc đến mọi người rồi đúng không? Chúc cho tất cả mọi người chúng ta có một cái lễ rằm trung thu này thật là vui vẻ. Những cái người còn cô đơn thì sẽ tìm thấy một nửa của mình. Những cái người nào mà đang thiếu cái yên trước sẽ tìm được cái yên trước. Những cái người nào trống ghế yên sau sẽ tìm được một cái phần bù đắp lại để trống ghế yên sau, để chúng ta từng đôi từng cặp sẽ dẫn nhau đi chơi trung thu nha. Thay mặt cho shopvuot.vn cũng chân thành cảm ơn tới các bạn trẻ xa gần ở trên toàn quốc, cái thời gian những cái năm vừa qua đã luôn luôn ủng hộ và động viên cho shop vượt cũng như là động viên cho bên nhà Hân. Đó là những cái tình cảm rất là chân thành của các bạn. Khi mà các bạn nhận được hàng rồi, các bạn thường có cái phản hồi rất là đáng yêu, rất là đáng quý. Ví dụ như là chị Hân ơi, em nhận được hàng rồi, hàng rất là ok, rất đẹp, em sẽ giới thiệu bạn bè ủng hộ cho chị. Thật sự là với Hân thì khi Hân nhận được những cái tin nhắn đấy là Hân vui vui mừng hơn rất là nhiều, vì những cái thành quả của mình đã đạt được chính là niềm tin của khách hàng, sự yêu quý của các bạn dành cho Hân ngày hôm nay. Thế nên là trong cái buổi như những cái buổi livestream này Hân thường tổ chức là Hân như ở trên thị trường, vì hàng bên Hân là hàng chất lượng, Hân không có bán tràn lan, Hân vẫn giữ giá. Nhưng mà khi Hân đã tổ chức live là tất nhiên là Hân sẽ tri ân các bạn với một cái mức giá giữa cái mức giá bình thường Hân bán, cũng như là nhưng các nếu như các bạn xem cái live của Hân ngày hôm nay chia sẻ giúp cho Hân thì lát nữa mua các sản phẩm như thế này Hân sẽ hỗ trợ về mặt giá cũng như là tặng kèm quà tặng cho các bạn để chúng ta phấn khởi khi mà xem live của Hân nha. Xin chào Ti Ti Nguyễn, chào ông nha. Người chịu khó xem cái những cái video của shopvuot.vn này là rất nhiều bạn gái xinh đẹp cũng đang xem coi like của chị Hân này. Thì khi nào mà chúng ta đang còn cô đơn là chúng ta cứ chấm mạnh vào đây, là mình biết đâu là chúng ta sẽ tìm thấy nhau đúng không? Những cái cặp đôi nào mà tìm thấy được nhau ở trong cái like này của Hân thì Hân hứa sẽ tặng quà tặng cho các bạn. Dẫn nhau đến đây thì Hân hứa Hân sẽ tặng quà tặng cho các bạn nếu như các bạn tìm thấy một nửa của nhau qua những cái like của shopvuot.vn, qua những cái like của Hân như thế này. Nếu như mà cặp đôi nào tìm thấy được nhau ở trên chính cái like này của Hân thì Hân sẽ tặng quà tặng free cho các bạn. Nhưng mà với cái điều kiện là các bạn là tới đóng tay video qua shop nha. Đó là lời hứa của Hân. À bạn Ti Ti Nguyễn chống chống yên sau đúng không? Bạn chống yên sau khoảng cũng được 3 năm nay rồi đúng không ạ? Vâng, bạn vì Hân kết bạn với bạn cũng lâu rồi đấy. Thấy cũng chống yên sau từ khoảng 3 3 năm nay rồi đúng không? Thôi cố gắng nhé, cố gắng chống thêm cái mùa trung thu này nữa, là cái các khả năng đến mùa trung thu sau là đó duyệt đấy Linh ạ. Những cái bạn trai bạn gái nào mà đang cô đơn mà đang xem cái live này của Hân thì tranh thủ chấm nha. Sau này chúng ta nếu như mà hợp tình hợp lý là chúng ta sẽ inbox riêng với nhau. Và nếu như thành đôi thành cặp thì Hân hứa nếu như các bạn dẫn nhau đến đây tay nắm tay, Hân sẽ tặng quà tặng cho các bạn, quà tặng đôi nha, quà tặng đôi thích gì Hân tặng đó, dẫn nhau đến shopvuot.vn. Một địa chỉ rất quen thuộc, shopvuot.vn là một địa chỉ duy nhất ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, một địa chỉ duy nhất ở quận 2, nằm ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, 1-7 đường 38 phường Bình Trưng Đông, quận 2. Đợi các anh em chúng ta, bà con chúng ta vô sân lai đông đông một chút thì Hân sẽ lai cái mẫu rất là đặc biệt này. Nói đến đèn led thì các bạn thường hình dung đến Tết đúng không? Thường hình dung đến những cái sắc màu của Tết đúng không? Trung thu cũng như vậy, Trung thu là những cái ngày lễ rất là lớn cho trẻ em. Nhưng mà bây giờ là hầu như là các thanh niên FA này cũng chiếm luôn này cái Trung thu của các em rồi. Thế nên là Hân sẽ chọn cái buổi ngày hôm nay để Hân like cái sản phẩm này để cho các thanh niên FA chúng ta có đi chơi Trung thu với nhau nha. Lên coi cái like này của Hân, lên chấm chấm phẩy mạnh vào cái like này của Hân để không? Bạn gà nào mà đang chống cái yên trước sẽ tìm thấy yên trước, bạn nào còn đang thừa yên sau sẽ tìm thấy yên sau, để lâu quá bám bụi không tốt. Như Hân đã nói rồi đấy ạ, nếu như thành đôi thành cặp là cứ dẫn nhau qua shop, Hân sẽ tặng quà, thích gì Hân tặng đó, không các bạn không phải lo về phần quà tặng nha, free hết. Đề nghị bạn Ti Ti Nguyễn là không có được ăn vạ ở đây nha, chưa có bạn gái thì không có được ăn vạ nha, chúng ta chấm phẩy đàng hoàng. Không có được ăn vạ ở đây nha.
Em chào anh Trần Vũ Ba, cảm ơn anh ạ. Một trong những cái khách hàng cũng rất là hay ủng hộ cho Số Phượt. Em cảm ơn anh, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe nhá. Có một mùa trung thu thật là vui vẻ ạ. Tay em vẫn trống nha, linh đăng mai em qua đây nha. Mai qua đây live với chị Hân thì hy vọng là cũng sẽ kiếm được yên trước. Tay trong tay đúng không? À, xem được bao nhiêu người chúng ta, anh em chúng ta vào đông đông chưa? Những cái bạn nào mà đang xem này nhớ chia sẻ giúp hộ Hân nha, một cái nút chia sẻ để có thể dẫn chúng ta đi đến vòng quanh thế giới và giúp chúng ta tìm được nhau hơn. Bởi vì cái like này Hân khuyến khích các bạn chia sẻ, biết đâu các bạn tìm thấy được một nửa cặp đôi của mình. Hãy chia sẻ cái like này của Hân và sau đó bạn nào thành đôi thành cặp qua cái like ngày hôm nay đi chơi trung thu với nhau, đến đây shop vượt tấm.vn sẽ tặng quà đôi cho các bạn thích, tùy được lấy, các quà tặng đều free không tính tiền nha. Nên các bạn hãy mạnh dạn xếp cái like này của Hân đi trên khắp mọi miền Tổ quốc, càng người biết đến, càng nhiều người xem càng tốt đúng không? Biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy một nửa của nhau. Và bạn nào thành đôi thành cặp sau cái like như những cái like như thế này của sốc vật chấm ven thì phay, có thể là một cặp áo, có thể là một cặp giày squat cao cổ, cũng có thể là một cặp bao tay, cũng có thể là một cặp phụ kiện bộ giáp, tùy các bạn lựa chọn quà tặng free nếu như các bạn thành đôi thành cặp sau cái like ngày hôm nay của Hân nhá. Ông mà cứ không đi chơi nhiều, ông cứ ở nhà ông quay Facebook là còn trống nhiều năm nữa đây nha. Trống ít bữa thôi, trống mấy năm đã. Ti Ti Nguyễn là Linh Tăng bạn cũng chưa có người lắm tay kìa. Đấy là các bạn liên lạc với nhau nha. Cũng ở Sài Gòn cả đó nha. À, đây rồi, à, bây giờ Hân sẽ không vòng vo nữa, và Hân sẽ like trực tiếp cái một cái sản phẩm độc đáo vô cùng cho cái mùa trung thu này nha. Món full face hôm nay Hân sẽ giới thiệu cái đến các bạn là món full face Royan của hãng Royan nha. Thương hiệu Royan thì các bạn biết rồi, rất yên tâm an toàn cho người sử dụng, đó là một thương hiệu cao cấp đến từ Việt Nam chúng ta. Người Việt tin dùng người Việt, tin dùng đồ của người Việt thì mới thúc đẩy mạnh được nền kinh tế phát triển các bạn ạ. Cũng không nên nhiều khách đánh giá rằng cái thương hiệu Royan này của Việt Nam chúng ta cũng được nhiều bản thân thì nhà Hân cũng được rất là nhiều các bạn Tây sang đây du lịch đặt mua thì có rất khen ngợi về cái chất lượng nón của Royan chúng ta, nên là người Việt này ủng hộ người Việt nha. Đợi làm con rể của chế cũng được á. Đợi đợi cho em học hết năm lớp 12 nha. Cái mẫu nón full face như thế này đây, đây là nón full face đơn. Các bạn có thể nhìn thấy tem bóng rất là đẹp. Cái hình rất là dũng mãnh này. À, Hân thường gọi đây là cái tem mãnh hổ vờn nha, rất là dũng mãnh đẹp đúng không? Cái tem này năm nay cực kỳ hot luôn. À, cái số lượng bên Hân thì Hân cũng nói luôn là không có còn nhiều cái lón như thế này, nhưng ngày hôm nay Hân live tri ân thôi. À, nên là các bạn tranh thủ xem, mà các bạn ưng thì để lại số điện thoại cho Hân chốt luôn nha, bởi vì là Hân không còn nhiều cái mẫu như thế này ở shop đâu, Hân bán cũng khá nhiều rồi. Tại sao mà lại Hân lại nói là có một cái chế độ đặc biệt đến như vậy, là tất cả những cái nón full face thì hầu như các bạn mua về phải gắn đuôi gió, nhưng mà riêng thôi M136 như này thế này đã có đuôi gió rồi nha, gắn sẵn đuôi gió. Cái nón full face nào mà có đuôi gió sẵn thì là bao ngầu nha, bao ngầu và bao chất rất là đẹp, năm nay được các bạn trẻ rất là tin dùng và rất là ưa chuộng cái mẫu mà có đuôi gió như thế này. Cái mẫu nón Hân đang cần là có sẵn rồi nhá, chứ không phải là các bạn mua nón về xong các bạn mới độ đâu ạ, có sẵn rồi. Còn bạn nào mà thích độ thêm cặp sừng nữa thì Hân sẽ tặng khi mà mua cái sản phẩm này nha. Nếu như bạn nào thích độ sừng nữa thì Hân sẽ tặng kèm một cặp sừng với đúng cái màu như thế này, màu đen hoặc màu xanh. Cái kính bên ngoài của Royan như thế này là đây nè, chúng ta đang nhìn thấy kính trong và kính trong màu trà nha. Cái kính màu trà này thì thật ra thì tiện lợi hơn cái kính màu trắng trong, là các bạn đi ngày được, các bạn đi đêm được. Cái kính trắng trong thì các bạn đi ngoài trời nắng thì rất là cũng hơi 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 chói mắt một chút, nhưng mà cái thiết kế của Royan này rất là đặc biệt và tinh tế để tiện lợi với sự sử dụng của khách hàng này, là cái màu trà khói như thế này chúng ta đi nắng thì hầu hết là chúng ta cản được cái độ cản được cái ánh nắng trực tiếp nha. Cứ cười nên cho phấn khởi anh ạ. Cảm ơn em, cảm ơn Ngọc nha, lúc nào chị thì được một cái nhan sắc thôi. Thật ra thì hôm nay
Đấy, đúng rồi các bạn, những cái bạn nào mà xem thì cứ xem, còn các bạn nào mà mai mối cho nhau thì cứ comment đi nha. Đúng rồi, ai giới thiệu ai cho nhau thì cứ comment lên nha, còn Hân sẽ giới thiệu sản phẩm. Chúng ta đang đi đến cái phần kính rồi đúng không? Cái phần kính là kính trà nhá, kính khói trà thì các bạn yên tâm đi cả ngày lẫn đêm. Cái kính khói trà là thì các bạn yên tâm đi cả ngày lẫn đêm nha. Cái chế độ như thế này ở cằm là chống cái khi chúng ta độ chúng ta có cái hơi ấy, có cái hơi khi mình thở đấy, chống cái hơi phả lên cái kính như thế này. Đây, cái chế độ cằm như thế này thì nhiều bạn thì sẽ mua về nhưng mà sẽ thắc mắc là không biết là cái thiết kế như thế này để làm gì đúng không? Chính là để chống lại cái hơi thở khi chúng ta đội cái nón là kín đúng không, là chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cái phần cái kính trên như này nếu chúng ta đội ở chế độ full như thế này nhá. Nếu chúng ta đội ở cái chế độ full như thế này. À, bây giờ là đến cái phần Hân giới thiệu cái đèn led này. Đúng không? Đó. Trông nhấp nhai lúc này giống Tết chưa các bạn? Giống Trung Thu chưa? Đó. Bản thân thì bây giờ nếu như mà các bạn làm mà hay đi những cái tour phượt đêm hay là những cái đi đi chơi cùng mấy bạn bè đi khuya một chút đấy, thì chúng ta sẽ bật cái chế độ đèn led như thế này để tránh để các xe khác đi đêm phát hiện được ra nhé. Đấy cũng là chính là một cái vui mắt tạo lên cái cá tính của các bạn, nhưng mà thật ra thì cũng là để đảm bảo an toàn cho các bạn khi các bạn chạy đêm. Thì chế độ đèn led như thế này, Hân đang sử dụng một cái con lút công tắc bật như thế này nhá, các bạn nhìn kỹ giúp Hân. Chúng ta sẽ nhấn vào đây để bật, đây là nút điều khiển bật và tắt đèn led này. Đó, có một cái nút điều khiển như thế này khi các bạn đó, đúng không? Cái lớp lót đệm thì cũng nhẹ nhàng dày dặn và êm ái, đảm bảo cho các bạn độ an toàn chính rất là cao. Chào em Thanh Hằng nha, em chào chị Phương Đào. Lát bạn cứ xem đi, lát nữa tớ lên cái mẫu vàng cho bạn nha. Chào bạn Quân Giãn ạ. Những cái người ngày hôm nay xem live ở đây thì Hân hứa là nếu như đặt hàng á, Hân sẽ rất là ưu tiên cái giá mua. Hàng bên nhà Hân là hàng chính hãng. Các bạn nhìn nhá, thương hiệu đến từ Ryan nha. Hàng Việt Nam mình rất là dùng rất là ok, những cái bạn nào dùng thương hiệu Ryan là thì biết. Được các bạn bè kể cả là người nước ngoài cũng rất là khen ngợi cái chất lượng sản phẩm của nón bên mình. Bộ cái dây cáp sạc cắm kèm để cắm để phục vụ cái chế độ đèn đèn led của chúng ta ấy. Thì thông thường 8 đến 10 tiếng các bạn có thể thì mới hết nhá. Để các bạn mới phải sạc đúng không? 8 đến 10 tiếng. Đó. Đi kèm nhá, để ngay ở cái phần tem này như thế này là cái phần cáp để sạc đi kèm luôn ạ, gắn luôn ở cái tem này ngay. Thân vẫn đang để ở chế độ đèn đây, để các bạn nhìn nhá. Đó. Các bạn mà khi đi đêm là chúng ta bật lên nhá, và khi xuống xe không dùng thì chúng ta tắt đi nha. Hân sẽ Linh ơi, Linh đâu rồi? Bạn Ti Ti Nguyễn gọi Linh ơi, Linh đâu rồi? Linh Tăng, bạn Ti Ti Nguyễn cô đơn đang gọi Linh ơi, Linh đâu rồi? Chúng ta mãi mạnh dạn tìm thì một lửa của mình qua ngày live này của sofer.vn. Đó là một cái Hân khuyến khích những cái người cô đơn tìm thấy nhau ở trong chính những cái live như thế này. Chúng ta đưa nhau đi chơi, đưa nhau đi phượt, đưa nhau đi tour để chúng ta sẽ trở thành những cái người thân thiết, quen biết nhau, thậm chí là yêu nhau đúng không? Thành một cặp đôi dẫn nhau qua shop, Hân sẽ tặng quà nếu như các bạn quen biết hay là có cái tình cảm với nhau qua những cái buổi xem live của shop vượt.vn như thế này. Chào em trai, đời phiêu bạc, chào em. Cảm ơn các bạn đã vô xem cái đang xem live trực tiếp này của Hân. Hân đang lên một cái mẫu nón full face là nhà Ryan M136 có đèn led nha. Hân đang bật cái chế độ đèn led, bây giờ Hân đội lên cho các bạn nhìn nha. Những cái người vào sau chấm cho Hân một chấm nha. Những ai có vợ có chồng rồi thì chúng ta cùng săn mưa nón, những ai chưa có cặp đôi thì chúng ta sẽ tìm những một lửa của mình để tránh FA nha. Với những cái bạn mà phải sử dụng mắt kính cận như Hân thì chúng ta bỏ kính trước nha. Hân đang đội đây.
Hân đang đội nón là Full Fair Royal Tem, Hân gọi là mãnh hổ này. Cực kỳ cá tính và cực kỳ ngầu. Hân đang để ở chế độ bật đèn led nha. Đó. Đó, các bạn nhìn giúp Hân nha. Đó. Khi mà chúng ta đi ở ngoài đường ấy, cái chế độ full face này bảo vệ hoàn toàn cái phần cằm của chúng ta. Ở đâu những cái thiết kế thông dụng của các lón các dòng full face hiện đại như ngày hôm nay thì các hãng sản xuất rất là tính đến cái tiện lợi như thế này. Ở trước phần cằm sẽ có một cái lỗ thông gió như thế này để các bạn cảm thấy không bị bí khi các bạn đội cái chế độ full như thế này nhá. Đó. Đây là chế độ full. Trên đỉnh đầu cũng có hai cái lỗ thông gió như thế này rất là tiện lợi. Khi chúng ta chạy ở ngoài trời chúng ta cảm giác không bị bí, nhưng mà nhiều người hình dung đội full face không phải đâu ạ. Rất là thoải mái nha, với các thiết kế như thế này. Cái form của Royan thì của nhà sản xuất Royan thì ưu tiên những cái form nhỏ gọn. Cho nhiều bạn thích đội full face nhưng không thích đội cồng kềnh thì cái form của Royan này là rất là hợp với những cái người thích cái sự nhỏ gọn tiện lợi của full face. Cái kính như thế này là kính màu trà như thế này, đi ngày và đi đêm nên chúng ta không cần một kính trong nữa đâu. Chúng ta không cần một cái lớp kính như các dòng thiết kế cái kính trắng trong ở ngoài thì hay có một cái lớp kính đen ở trong nữa, nhưng mà cái riêng cái kính khói trà như thế này thì các bạn không có cần một cái lớp kính ở trong nữa nhé. Các bạn chạy ở ngoài, đi ngoài đường hay là đi ban ngày ban đêm đều ok, chỉ với một cái lớp kính ngoài như thế này thôi ạ. Cái phần bảo vệ cằm các bạn nhìn kỹ nha, cái full face là đặt tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Thật ra thì tránh những cái va chạm không đáng tiếc xảy ra thì một chiếc full face sẽ bảo vệ độ được các bạn đến 98 đến 90%. Còn hơn là các dòng nón bình thường nên các bạn nên ưu tiên cho mình chọn cho mình một chiếc nón full face nhá. Những cái ngày hôm nay thì tại sao Hân lại dự chọn giới thiệu cái mẫu như thế này? Bởi vì là gần đến Trung thu rồi nên là ra đường rất là náo nhiệt, đông vui. Chúng ta sẽ bật cái chế độ đèn ở đằng sau. Đó, cái đuôi như thế này, chế độ đèn led như thế này. Chúng ta chạy đúng không? Khi các bạn tháo này, khi các bạn tháo các bạn đó, các bạn tháo các bạn cũng tháo kính, tháo mắt kính trước. Chúng ta sẽ đi đến cái phần ở trong này. Đó, Hân đang giới thiệu với các bạn. Đó, đèn led thêm nháy em nháy. Đây là một cái điều đặc biệt mà Hân rất là thích của cái thiết kế lón như thế này. Và Hân bán được khá nhiều với cho các bạn trẻ cũng như là rất là cảm thấy hài lòng về cái đèn led như thế này nhá. Nhìn nhá, có chế độ nhá, các bạn tác động tay như này là đổi ánh sáng luôn này. Đó, các bạn cũng bằng cái tác động bằng một cái nút nhấn như thế này các bạn đổi đổi chế độ đèn cực kỳ hiện đại đúng không? Hân tin rằng là với những cái bạn mà có cá tính một chút ấy sẽ rất là mê cái dòng nón như Hân đang cầm như thế này. Hiện tại thì Hân không còn nhiều cái mẫu này đâu ạ. Nếu như mà bạn nào ưng á thì các bạn đặt luôn số điện thoại này cho Hân nha, chứ không Hân 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 không để không không còn nhiều mẫu như thế này. Thì ngày hôm nay Hân sẽ tri ân những cái bạn nào mà mua qua cái like này, với điều kiện là các bạn sẽ chia sẻ cái like này giúp Hân, chỉ không cần nhiều đâu, chỉ cần chia sẻ giúp Hân một hai lần là được rồi. Cũng cái chiếc này chị trước này chịu lực được bao nhiêu km trên một giờ bạn ơi? Cái này thì tùy vào người đội thôi bạn ạ. Cũng thật ra thì các bạn cũng không chạy đội full face thật, nhưng các bạn cũng đừng nên chạy nhanh quá. Hân nghĩ rằng là cũng do người đội thôi ạ, chứ không do cái người sử dụng cái chế độ cái tốc độ của mình thôi, chứ còn cái lón full face nào cũng vậy thôi à. Đấy, kéo đến trong trong 50 thì không được đâu ạ. Thịnh Đoàn cảm ơn anh nha, chất quá. Mua ủng hộ em một chiếc nha, em gửi về cho. Để bác đi đi chơi Trung thu nhất nha, em nhảy dẫn bạn gái đi nè. Bác Thịnh Đoàn cho em xin số điện thoại với địa chỉ em gửi về nha, để dẫn bạn gái đi chơi Trung thu nha. Đấy, đèn cái nhất nhà em nhảy này đẹp thế này cơ mà.
Đây bạn ơi, cái lớp khóa cái khớp khóa kính đây ạ. Kính đây. Các bạn có thể thay nhá, cái kính như các hãng full face các kính có thể thay nhá. Các bạn có thể thay kính nhá bằng một cái tác động vào đây các bạn à. Đó. Các bạn có thể thay kính nhá. Rất là đơn giản thôi, nhẹ nhàng. Khi mà như Hân giới thiệu rồi, cái chế độ đèn led này có thể chạy từ 8 giờ thì các bạn mới phải sạc, chạy liên tục ấy, dùng liên tục. Còn những cái bạn nào mà đội khoảng độ 1 2 tiếng thì mấy mấy ngày mới phải sạc một lần ấy ạ, bởi vì các khách bên Hân là dùng là các bạn ấy feedback lại như vậy ạ. Nên các bạn cứ yên tâm, những cái bạn nào mà chạy xuyên á thì 8 tiếng, còn chạy là bật cái chế độ đèn led này lên lên trong cái thời gian rất là dài á. Còn không thì bình thường là chỉ 1 đến 2 tiếng thì phải mấy ngày mấy bạn mới phải sạc nhá. Chào Huỳnh Văn Phú nhá. Đúng rồi bạn ơi, Đỗ cảm ơn bạn ạ. Cái buổi hôm nay cũng là có một cái tri ân đặc biệt đến các bạn, chứ bình thường Hân bán cái dòng này rất là chạy, Hân 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 ít khi phải quảng cáo, ít khi Hân phải đưa lên shop, bởi vì là những cái mẫu này thì thường thường nó được các bạn hỏi rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì với cái số hận Hân lượng của còn lại của shop không có nhiều, mà Hân nghĩ rằng là cũng hợp với Trung Thu để Hân có một cái gì để tri ân đến các bạn, nên là các bạn sẽ đặt hàng ở cái line này chia sẻ giúp cho Hân thì cái giá Hân để sẽ là cái giá mà vô cùng ưu đãi và mềm mại cho các bạn nhé. Vâng, để mai em gửi cho bác nha. Để cho mai em gửi cho bác luôn một cặp nha. Bác với bạn gái bác hai đi Trung Thu là bật cái chế độ đèn led này, nắm tay nhau đi ở Hồ Hoàn Kiếm, là đèn nhấp nhá nháy nha. À đây, chúng ta sẽ đến với một cái tem nữa, là mánh hổ vàng. Hân chỉ còn lại hai cái tem này thôi ạ. Mà bản thân hai cái tem này Hân bán được rất chạy hàng, nên Hân đây là Hân cũng hay nhập hai cái tem như thế này về. Đó. Mãnh hổ vàng nha. Đó là các bạn xem cái mãnh hổ xanh như thế nào thì cái mãnh hổ vàng này sẽ y như vậy nè. Đó, chế độ này. Ôi trời ơi, nếu như mà bạn nào á đội đi chở bạn gái ngồi đằng sau xong nào ôm eo bật cái chế độ đèn led này lên thì thật sự là rất là tuyệt vời và rất là chất, bởi vì là nhiều khách bên Hân là gửi cái ảnh feedback cho Hân rất là đẹp, thậm chí là các bạn quay video. Các bạn nhìn nhá. Nếu như chúng ta không thích thì chúng ta lại đi, nếu như chạy ban ngày thì chúng ta sẽ tắt cái chế độ đèn led để đi nhá, để đỡ tốn này. Đó, chúng ta sẽ có một cái nút như thế này. Chỉ có đi đêm mới bật. Đó là một cái chức năng như Hân giới thiệu, có thể thay đổi màu đèn led bằng một cái tay nhấn của mình. Thật ra thì với cái đèn như thế này là dùng cho các bạn có cá tính. Những cái bạn mà thích ngầu, thích độc, thích lạ. Bản thân cái lón này đã lên sẵn đuôi gió rồi. Bao chất luôn đấy ạ. Đã có sẵn một cái đuôi gió như này bao chất luôn với dòng một full face. Và hơn thế nữa là có những cái đèn như thế này, khi chúng ta chạy đêm, chạy những cái tour đêm, kể cả về trời mưa những cái gì, thì tránh những cái sẽ giúp cho các xe khác phát hiện ra mình. Nó như một cái dạ quang bảo hộ chúng ta, nếu như chúng ta lại đèn thì chiếu sáng cái này. Nên là chúng ta đội đi ở ngoài đường có không khí như là kiểu ngày Tết với ngày Noel ấy, rất là vui ạ. Nhanh tay lên nha, thật sự là nhanh tay lên, không còn nhiều đâu ạ. Mẫu như thế này không còn nhiều đâu, bản thân Hân Hân đang cầm cái size ông nào mà đầu to quá thì cũng không có, không còn size L nữa rồi ạ. Còn size L thì ạ, dành cho những cái bạn nam bạn nữ còn vòng đầu từ 50 tự 4 từ 54 cm đến 58 cm thì sẽ chúng ta sẽ liên hệ mua cái nón này. Còn năm bác nào 59 thì em cũng không còn size to hơn nữa ạ. 58 cm đội cái size này là vừa nhá. Thật ra thì những cái người yêu nhau ấy họ hay dùng một cặp như thế này. Đó, bạn nam thì cái màu xanh, còn bạn nữ thì màu vàng. Đó. Rất là chất đúng không? Như Hân là như Hân sẽ giới thiệu cho các bạn vào sau một chút này. Cái kính mà khói trà như thế này thì chúng ta sẽ không cần hai kính đâu ạ, chạy cả ngày cả đêm luôn. Ngày thì chúng ta sẽ che bớt cái phần ánh nắng chiếu vào mắt là để bảo vệ chúng ta những cái tia UV ấy, tia cực tím, và cũng là rất là dâm cái màu cái kính trà khói này các bạn đội các bạn biết rồi, rất là mát mắt, đi đi cả ngày lẫn đêm được ạ. Chứ không cần đến hai lớp kính nhá, chỉ cần một lớp kính thôi. Đó. Dây cáp để sạc nha.
khi chúng ta sử dụng đèn mà chúng ta sử dụng đèn xong là chúng ta sẽ dùng cái sạc như thế này nhá, rất là tiện lợi. Hiện tại thì Hân chỉ còn cái size như thế này, size L nhá, vòng đầu từ 54 đến 58 cm. Đợi Hân một chút. Chào Tân Nguyễn nha, chào con rể nha. À, bạn Đỗ tới ơi. À, thì hôm nay cảm ơn bạn đã hỏi về giá nha. Các bạn nhìn giúp cho Hân. Cái giá liêm yết này bán 780.000. Cái giá liêm yết của cái một chiếc nón như Hân đang cầm thế này là 780.000, nhưng như Hân nói ngay từ đầu tiên rồi, những cái like của Sốc Phượt là like tri ân. Thế nên là Hân xin phép được để lại để bán cho các bạn với cái giá là 699.000 đồng. 699.000 đồng nha. Giá liêm yết 780.000 đồng, hàng chính hãng. Nhưng với những cái live tri ân, cái live tri ân khách hàng như thế này thì Hân sẽ để ở cái mức giá hỗ trợ các bạn hết mức có thể được. Bởi vì là để chúng ta làm quen biết đến nhau thôi ạ. Sốc Phượt.vn, một địa chỉ duy nhất ở quận 2 Hồ Chí Minh. Địa chỉ 1-7 đường 38 phường Bình Trưng Đông, quận 2. cái giá như thế này là 6, ngày hôm nay Hân để là giá 699.000 đồng. Các quận nội thành Hồ Chí Minh thì là có 18.000 phí ship. Còn các tỉnh thành ở trong Hồ Chí vùng các tỉnh ở thành lân cận ở trong các vùng Hồ Chí Minh là phí ship 30.000 nha, 30.000. Đó là phí ship chung, còn các quận nội thành thì phí ship chỉ có 18.000 đồng thôi ạ. Còn giá cái chiếc như thế này thì ngay Hân sẽ tri ân để cho mọi người ở cái mức giá là 699.000 đồng trên một nón. Ngoài ra còn có một cái như Hân đã hứa sẽ cũng có vẫn kèm quà tặng đi kèm cho các bạn là một chiếc bao tay manter vải mềm mại đi cùng. Nếu như bạn nào, nhưng mà với điều kiện là các bạn đặt hàng nha, các bạn đặt hàng qua like này và chia sẻ cái like này giúp cho Hân nha, một chiếc bao tay manter sẽ là quà tặng đi kèm. Như Hân hứa là Hân sẽ thực hiện một chiếc bao tay manter vải như thế này mềm mại cho các anh em chúng ta. Đó, mua nón được bao tay manter rất là chất luôn đấy ạ. À, nhưng mà các bạn sẽ phải đặt hàng qua like là nhá. Còn là bình thường, còn nếu như bình thường mà các bạn không mua, không đặt hàng qua like thì giá bán vẫn bình thường nha. À, chỉ dành cho ưu đãi những người xem cái like này của Hân và chia sẻ giúp cho Hân đặt hàng trên like thôi ạ. Không, không bán cho ông nha, không. Chào bạn Hưng Lê, Lê Hưng đúng không? Quà tặng kèm là một chiếc bao tay manter vải mềm mại. Hân vừa lên cho các bạn mẫu Garden M136 có đèn led. Nhấp nháy trông rất là vui mắt thì đúng không? Hiện tại thì có hai mảnh hổ xanh và mảnh hổ vàng. Bóng nhá. Đó, đuôi gió có sẵn. Cáp sạc đi kèm đầy đủ. Đó, bên trong chúng ta có thể sử dụng các bạn Hân cho đây cái dây tia, dây của tiếp nối cái sạc của đèn đây ạ. Các bạn nhìn kỹ, bình thường chúng ta không sử dụng chúng ta sẽ giấu vào đây nha, còn nếu như khi sạc cái trường thì chúng ta lôi thử này, còn bình thường chúng ta sẽ giấu vào đây nha. Đó, bình thường chúng ta sẽ giấu như thế. Cái giá tri ân ngày hôm nay sẽ là 699.000 cho bạn nào đặt hàng qua live trực tiếp này và chia sẻ giúp cái live Sốc Phượt này của sốcphuot.vn. Các bạn nhớ nhá, 780.000. Vì bên mình bán hàng hãng nên là bên Hân không có xả hàng tràn lan như là những cái trên thị trường, các bạn thông cảm nhá. Vì cái live này như Hân đã nói ngay ban đầu là chỉ là tri ân đến tất cả các bạn luôn luôn ủng hộ và theo dõi động viên cho bên nhà sốcphuot.vn của bên nhà Hân. Đó, thế nên là ngày hôm nay các bạn cứ ngắm cho kỹ nha. Đó là Hân đã giới thiệu đến các bạn một cái mẫu full face mà có đèn led nhấp nháy như thế này. Đấy, có chế độ đèn led.
Tặng kèm ngay một bao tay măng tơ mềm mại, tiện sử dụng cho các anh em chúng ta. Giá chỉ có 699.000 đồng, quá thấp so với giá niêm yết. Đó là bên Hân họ nói luôn, giờ Hân hỗ trợ cho các bạn để tri ân cái tình cảm của các bạn. Những cái dịp lễ đến cũng sắp trung thu rồi, mùng 2 tháng 9 thì bên Hân là luôn luôn dành một cái giá tri ân đối với mọi người gần xa đã luôn luôn ủng hộ cho Xúc. Đó là cái tấm lòng của Xúc đối với các bạn. Thế nên là rất là mong các bạn nếu như không mua hàng ủng hộ thì sẽ chống phải hay là chia sẻ giúp cho cái la này của Hân. Cũng là để chủ yếu như là Hân giới thiệu đến một cái địa chỉ quen thuộc của chúng ta. Địa chỉ Xúc và Xúc phượt.vn, một địa chỉ duy nhất là quận 2, 1-7 đường Hoa 8 phường Bình Chương Đông, quận 2. Số điện thoại của Hân 0988168066 và Zalo của Hân cũng chính là số điện thoại như thế này ạ. Zalo của Hân cũng chính là cái số điện thoại như thế này. Là các bạn nào đang xem là like chia sẻ giúp cho Hân nhé. Bị ẩn cũng bị ẩn nhiều comment rồi đấy ạ. Thì bạn nào mà có muốn yêu cầu Hân cho xem cái mẫu nón nào thì các bạn cũng yêu cầu Hân luôn nha. Cũng khá nhiều người vào xem mà, nhưng mà Hân cũng bị ẩn nhiều comment rồi đấy ạ. Nên là chúng ta comment giúp giúp cho Hân nha. Không là hiện tại Hân cũng không nhìn thấy mấy bạn. Xin chào mua kính thì bạn phải liên hệ riêng nha bạn Titi ơi. Titi, cái tên nickname của ông nghe đó là ông đã xứng đáng FA rồi, giờ còn tên Titi thì ai người ta yêu ông nữa, mà ông còn vẫn còn để cái nickname là Titi. Hai tem hoàn hảo là chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại để Hân đó. Đến năm ngày hôm nay thì Hân cũng sẽ tri ân đến mọi người, đến các anh các chị bà con chúng ta một cái giá rất là ưu đãi luôn luôn trong cái dòng nón 3/4 này nha. Cái dòng nón 3/4 thì hiện tại là bên Hân đang bán với hàng Việt Nam chất lượng cao. Hân đang bán bình thường là mức giá là 180.000 đồng trên một chiếc, nhưng mà cái live tri ân như thế này và những cái dịp lễ như thế này thì Hân sẽ bán 129.000 đồng một chiếc. Thì bây giờ Hân sẽ lên từng mẫu một như thế này để các bạn là chú ý xem, rồi nếu như mà đặt hàng thì để lại số điện thoại nhé. Với điều kiện là các bạn đặt hàng để lại số điện thoại giúp cho Hân ở cái live này, hay là hoặc là inbox trực tiếp cho Hân, chia sẻ giúp cho Hân để mua được với cái giá 129.000 đồng. Trên tay Hân đang cầm là một chiếc mẫu luống 3 phần mẫu 3 phần 4 tem rùa. Cái tem rùa thì không còn xa lạ gì với các bạn trẻ hôm nay đúng không? Nhưng mà là mẫu lón 3 phần 4 nhá. Nhiều người vẫn là thích đội 3 phần 4 bởi vì là đi những cái chặng đường gần hay là đi học đi làm thì đều được sử dụng lón 3 phần 4, chứ còn đi xa thì hầu như là đội full face, còn đội 3 phần 4 thôi đúng không? Thì Hân đang lên cho các bạn những cái mẫu lon 3 phần 4 thì thế này, và ngày hôm nay ở cái line này Hân chỉ để các bạn ở giá 129.000 đồng, 129.000 đồng. Nếu như mà không mua qua line thì hay là không vào những cái dịp lễ Tết sale gì thì giá bán như thế này là 180.000 đồng trên một chiếc như thế này, hàng Việt Nam chất lượng cao nhé. 3 phần 4 rất là dễ đội, các bạn đội khi các bạn đội lên thì nếu như cái vòng đầu mình vừa ấn đâu thì mình sử dụng cái như thế này này, trừ khi vào cái vòng cái lón 3 phần 4 này là hàng Việt Nam chất lượng cao nên là thiết kế theo đúng chuẩn của đầu của người Việt Nam mình, nên là ai đội cũng vừa hết ạ. Thiết kế đúng chuẩn theo cái vòng đầu của người Việt Nam mình là từ 53 đến 58 cm nhất thì ai đội cũng vừa hết đấy ạ. Nên là các bạn khỏi sợ là mua có đội vừa hay không, kể cả những cái bạn đầu hơi nhỏ một chút, nhưng hai cái bạn chỉ khi những cái bạn hơn 90 hơn 80 kg thì có khả năng không vừa thật. Còn những cái bạn mà bình thường thì đội vừa nhá, bởi vì cái vòng đầu trung bình của người Việt Nam này là tính theo cái vòng nón như thế này. Hân đang cầm mẫu nón tem rùa nha. Cái tem rùa này thì được rất là nhiều các bạn, nhất là những cái bạn mà là cặp đôi á, hay 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 mua cả một cặp để đội chung cho đẹp á. Thì ngày hôm nay Hân ở cái line này Hân sẽ bán chỉ có 129.000 đồng thôi ạ. Cảm ơn chị Thủy Nguyễn nha. Dạ. Đó. Cái
Mẫu nữa là một nón Doraemon nha. Tất cả những cái mẫu như ngày hôm nay Hân giới thiệu là đều để ở 129.000 nha, đồng nha, còn bình thường là 180.000 đồng. Cái mẫu Doraemon này cũng là một cái mẫu hot này mà rất là ít shop bán ấy. Đó là shop Hân đang chỉ là một trong những số ít shop mà có cái mẫu rất là cute đáng yêu, mẫu nón Doraemon. Cũng chỉ có 129.000 đồng thôi nhá. Hân sẽ đội cái mẫu này cho các bạn. Cái vòng đầu của Hân thì bình thường là 57 cm. Là cái đấy, tính theo cái vòng đầu của người Việt mình. Ba phần tư Doraemon. Đó các bác thấy không? Khi chúng ta đội, chúng ta vừa đầu đến đâu thì chúng ta sẽ chỉnh cái quai đến đó nha. Đấy, Hân sẽ đội ví dụ như thế này. Còn các bạn chỉnh theo cái vòng đầu của mình để cho nó phù hợp nha. Đó, đây là Hân đang đội mẫu thôi ạ. Như thế này là vừa đúng không? 3 phần 4 Doraemon. Mẫu nón Doraemon hiện nay đang rất là hot đây này. Hôm nay Hân bán được rất cũng chạy. Có một cái mẫu mũ như thế này để che nắng này. Thì các bạn là thích thì các bạn là đi đường các bạn gắn vô như thế này nhá. Còn nếu như các bạn nào không thích sử dụng cái này thì các bạn có thể mua kèm kính UV, những cái kính màu UV ấy, có cái khuy như thế này nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, mắt như thế này nhá. Đúng không? Đó là một cái nón như thế này, 3 phần 4 Doraemon như thế này. Giá bán chỉ có 129.000 đồng. Đây là hiện tại Hân đang đội Doraemon. Còn những cái bạn nào mà cute dễ thương một chút hay là trẻ trung xinh xắn một chút, chúng ta sẽ có cái nón thỏ hồng như thế này. Rất là xinh đúng không? 129.000 đồng. Thỏ hồng. Đen trơn cho những cái người đơn cho những cái người thích sự giản dị cũng chỉ là 129.000 đồng nhá. Nhưng mà chỉ đặt hàng ở cái loại này mới có cái giá đấy thôi ạ. Màu cam đây, cam cho những cái tín đồ màu cam cũng rất là đẹp. Thật ra thì không mấy khi là các bạn mua được cái giá như thế này đâu ạ. Hân nói thật đó, Hân nên nên là tranh thủ đó. Với những cái đây là đen trơn và những cái slogan rất là năm nay rất là được các bạn thích này. À, ví dụ như là cái cáp là đưa đưa nhau đi trốn này. Đó. Đó, các bạn có thể thấy rõ đúng không? Cái đội nón hồng. À, đội thử nón hồng đúng không? Đó, cái nón vỡ 3 phần 4 là rất là dễ đội, vòng đầu hầu như là vòng đầu đã làm theo chuẩn của người Việt Nam mình nên là các bạn cứ yên tâm. Đây Hân sẽ lên cái lò mẫu màu hồng này cho chị cho bạn xem nha. Thỏ hồng nha. Đó. Tất cute baby. À, bạn nào đang xem nhìn thế này thì còn thế là các bạn trai thì mua làm quà tặng các bạn gái cũng được, cái màu hồng rất là dễ thương này, xinh xắn này. Mà ở cái line như thế này Hân để cái giá tri ân mà hỗ trợ các bạn là chỉ có 129.000 đồng thôi ạ. Còn bình thường là 180.000 đồng nha. Đó. Cái vòng đầu của người Việt mình là chuẩn của vòng đầu người Việt mình là từ 53 đến 58 cm, một cái nón đều kèm một cái mũi như thế này. À, nếu như các bạn hầu như các bạn nếu như mà các bạn không thích sử dụng thì các bạn có thể kèm một cái kính UV để các bạn gắn vào ấy, cái kính UV để gắn nón đấy, để mình giới thiệu luôn nha. Cái kính UV gắn nón như thế này nhá. Hoặc là các bạn gắn cho bạn là sẽ đi kèm với một cái chiếc kính nón UV như thế này. Kính UV đấy là kính UV để gắn với nón 3 phần 4 nhá. Là một Hân bên Hân hiện đang bán là 80.000 đồng, đấy là gắn kính UV lớn.
Bên Hân hiện đang bán là 80.000 đồng. Đây, Hân sẽ gắn trực tiếp cho các bạn nhìn nha. Lấy như là đây là một set này. Một cái set như thế này 80.000 đồng và một cái đấy như các bạn mua. Đó. Như thế này nha. Nếu như các bạn nào mà thích sử dụng kính UV. Cái kính UV là rất là tiện này. Khi có một cái nút như thế này. Các bạn để đằng sau như thế này nha. Rất là tiện này. Đây là một chiếc 3/4 đã được gắn kính UV. Như thế này nha. Khi các bạn đi đường thì các bạn kéo cái kính như thế này đúng không ạ? Đó. Thì đó. Rất là tiện lợi. Đúng không? Đó. Đây là gắn kèm kính UV lớn. Thì thật ra thì ngày hôm nay thì Hân đã giới thiệu đến các bạn những cái chủ yếu là hai cái mẫu phun phây như ở đầu Hân giới thiệu rồi đấy ạ. Là những cái dòng phun phây rất là đặc biệt, có đèn nét. Nên là những cái bạn nào mà có cái như như Hân đã nói ngay từ đầu rồi, là nếu như là để ở cái chế độ là hôm nay chúng ta sẽ tri ân để như là bán với một cái mức giá rất là ưu đãi cho mọi người, để các bạn có thể biết được cái đến shopfurt.vn ở địa chỉ 1-7 đường 38 phường Bình Trưng Đông, quận 2. Những cái bạn nào ở xa thì bên shop sẽ ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn những cái bạn nào ở gần thì có thể qua địa chỉ shop trực tiếp để các bạn đến, các bạn đội thủ trực tiếp, mua hàng trực tiếp nếu như các bạn ở gần. Còn với những các bạn ở xa thì cái vòng đầu như thế nào hay muốn tư vấn gì thêm thì cứ inbox cho Hân, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho Hân qua số điện thoại 0988168066, hoặc không chính là số Zalo của Hân. Hân ngày hôm nay thì như đầu tiên Hân đã nói với các bạn ấy, là một cái mẫu nón rất là một cái mẫu full face rất là độc đáo, có đèn led như thế này, nhưng Hân lại giới thiệu cho các bạn vào sau các bạn biết một cái mẫu full face vô cùng độc đáo và đặc biệt là có đèn led ở đằng sau. Thì khi mà dành cho những cái bạn chạy tour đường dài, hay là ưa những cái tour đêm, hay là đi ban đêm một chút, chúng ta bật cái chế độ như thế này vừa thể hiện cái cá tính của chúng ta, vừa thể hiện cái tính. Đúng rồi, nón ba test thử nha. tất cả những cái hàng mà ở bên nhà Hân khi ship đi đấy, các khách đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán xem có đúng cái mẫu mã hay là cái chất lượng như là shop đã giới thiệu hay không, thì các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Với một cái đặc điểm là cái chế độ chạy đèn như thế này này là rất là an toàn cho các bạn, mà các bạn nếu các bạn đi đêm cực kỳ an toàn đó. Khi mà chúng ta không chạy mà chúng ta đi đêm, chúng ta bật đèn này như một cái chế độ phản quang đó. Có thể thay đổi chế độ màu nhé, màu sắc đây. Đó là cái có một cái nút bị bấm như thế này nhé. Đấy, dây cạp này, dây sạc đầy đủ bộ này. Cái kính khói trà đi cả ngày lẫn đêm nên chỉ cần một kính, cái rất là tiện lợi. Cái nón như Hân đang đội là nón 3/4 nha, món 3/4 thỏ hồng cute này hầu như dành cho các bạn nữ, là hôm nay là 129.000 nha. Kính UV lớn gắn kèm là 80.000 ạ. Những cái bạn nào mà có cái muốn Hân tư vấn thêm thì cứ inbox vào Facebook Hân Hân của Hân nhé, hoặc là fanpage của Hân là shopfurt.vn. Đúng rồi. Chào bạn Thiên Đạt, chào bạn Chí Lê nha. Hân cũng bị ẩn công vườn khá nhiều rồi, các bạn thông cảm, cũng là do cái Facebook rồi ạ. Hân chưa đọc được hết của mọi người đã trôi rồi á. Nên là bạn nào quan tâm đến cái sản phẩm bên nhà Hân hay là muốn tư vấn hơn một chút nữa thì các bạn cứ inbox
trực tiếp cho Hân, hoặc là để lại số điện thoại để Hân nếu như mà muốn mua hàng hay là nhắn tin và Zalo cho Hân nhá, để Hân sẽ chủ động liên lạc lại với các bạn ạ. Bởi vì những cái buổi live như thế này thì chỉ giới thiệu chung với các bạn thôi, chỉ còn những cái chi tiết riêng thì nếu như các bạn có thắc mắc riêng từng bạn một sẽ có rất là những nhiều câu hỏi thắc mắc về sản phẩm thì Hân sẽ không trả lời được hết ở đây cả. Đấy là các bạn cứ inbox cho Hân để Hân tư vấn thêm nhé. Bên Hân thì thật ra cũng còn nhiều mẫu lón nữa, nhưng mà ngày hôm nay Hân chỉ chọn để chủ yếu là like và tri ân để với đến với mọi người để mua được cái một cái lón vô cùng đẹp với một cái mức giá tốt nhất có thể, với một cái giá mức giá tốt nhất có thể, như đây là giá liêm yết của hàng Royal chính chính hãng nha, 780.000 đồng, nhưng mà Hân sẽ hỗ trợ hết mức có thể, Hân sẽ để ở cái mức giá 699.000 đồng. Và phí ship nếu như các bạn nào ở các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh ấy có 18.000 phí ship thôi ạ. Còn những các vùng miền lân cận thì là 30.000 phí ship thôi ạ. Nhưng đúng rồi, cái mẫu này thì bên Hân hiện thì Hân cũng xin nói luôn là không còn nhiều ạ, nên là các bạn nên nhanh tay chốt hàng giúp Hân nhé. Tránh cái trường hợp và thích quà xong là đến như mà inbox muộn là Hân hết hàng ấy ạ. Hân không còn nhiều mẫu lón này đâu ạ, kể cả những cái lón 3 phần 4 như thế này, cái 3 phần 4 như thỏ hồng như thế này thì Hân cũng không còn lại nhiều, Hân chỉ còn gọi lại có 1 đến 2 chiếc gì ở trong kho thôi. Thì Hân đợt đợt này đang cũng là dịp lễ mùng 2 tháng 9 này. Các hàng bảo hộ thì các bạn biết rồi đấy, các phụ kiện như này bán rất là chạy hàng những cái dịp lễ như thế này, bởi vì các bạn đi chơi nhiều mà. Thế nên là các bạn tranh thủ đặt hàng mua qua ngày nay này, mà vừa được rẻ vừa được giảm giá so với cái giá Hân bán bình thường, mà lại mình có thể có cái cơ hội để mà mua được hàng ưng ý mình hơn, bởi vì ngày hôm nay Hân đưa lên trực tiếp nhé. Đây, mẫu lón 3 phần 4 đen trơn. Tem rùa Doraemon rất xinh xắn, những cái như thế này thì Hân thật ra thì hàng về đến đâu hết đến đó, nhưng mà ngày hôm nay thì tri ân các bạn nên là Hân mới like như thế này để cho các bạn biết và mua được với cái giá tốt nhất có thể Hân hỗ trợ được. Còn bình thường là 180 ngàn nhé, ngày hôm nay Hân chỉ để 129 ngàn thôi ạ. Rồi phí ship thật ra cái phí ship thì cũng gần xa cũng không mắc lắm đâu ạ. Đúng rồi, chào bạn Dương Cúc, chào những cái bạn vào sau nhé. Những cái bạn nào vào sau thì chấm dùm cho Hân một chấm nha để Hân biết. Không là cũng ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều người đang vào xem mà, nhưng mà các bạn comment Hân không 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 có đọc được hết đâu ạ, thông cảm. Thì Hân sẽ như là Hân đã nói chung á. Đúng rồi, rồi cảm ơn bạn. Dạ vâng, Hân chủ yếu là Hân giới thiệu đến các bạn cái mẫu quá chất đúng không ạ, vừa rồi ở đầu live là Hân giới thiệu những cái mẫu là quá chất luôn, full face nhưng mà lại có đèn led tiếp nháy đằng sau này, chúng ta đi 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 trời tối thì mê thôi rồi luôn, thật sự là một cái sáng tạo rất độc đáo của hãng. Đó, độ kèm sẵn đuôi gió và có đèn led, bộ sạc đầy đủ hàng chính hãng. Cái Royal này thì là cái thương hiệu Royal đến từ nhà sản xuất Royal của Việt Nam, thì các bạn biết rồi đấy, bao nhiêu năm trên thị trường rất là tốt, cái form êm gọn nhỏ, những cái bạn nào đội của Royal biết rồi, êm, cái tầm nhìn rất là thoáng, thiết kế hợp lý, vì là cũng cùng là người Việt mà, nên là hiểu cái cách mà người Việt muốn gì, nên là đưa ra những cái dòng sản phẩm rất là hợp lý, kể cả về giá. Hân nói thật, kể cả về giá, ngay cái hãng sản xuất của Việt Nam mình vẫn ổn định, vẫn đảm bảo cái giá cho người Việt hơn. Đó, và cái kính như này, tất cả những người. Một cái form, một cái những cái bạn mà có nhiều bạn đội full face nhưng mà sợ cái form to không không thích hợp ạ, nên là lên tìm đến cái thương hiệu như thế này, lên tìm đến nhà sản xuất Royal thế này, các form full face cực kỳ nhỏ gọn và êm ái nhẹ nhàng. Đội lên nó rất là vừa vặn và rất là xinh xắn với cái form đầu của người Việt mình. Hân chi ân cái như thế này thì ngày hôm nay Hân nhận đây, Hân đã nói như thế này nhé, còn có
còn rất ít, còn lại một vài chiếc trong kho không còn nhiều đâu. Nên là các bạn nhanh tay nhé, nếu như mà như là bạn nào muộn quá thì Hân thì thông cảm cho Hân. Ngày hôm nay Hân sẽ để cho những cái người nào mà comment sớm nhất hoặc là lát nữa xong để gọi điện cho Hân, nó inbox trực tiếp cho Hân thì Hân sẽ bán ạ. Bởi vì là Hân không không còn nhiều nữa đâu. Hân bán giả dụ gọi là bán chi Hân được ạ. 699.000 đồng so với cái giá limit là 780.000 đồng nhé. 699.000 đồng có kèm quà tặng một chiếc bao tay Manta như thế này để cho các bạn có cái cơ hội được tiếp xúc với tìm hiểu về các dòng sản phẩm bên shopvuot.vn thì Hân sẽ để một cái mức giá hỗ trợ rất là yêu thương như vậy. Bình thường là Hân vẫn bán 780.000 nhé, bình thường không phải qua live thì Hân vẫn bán 780.000 đồng, nhưng mà hiện nay thì cái mẫu như bên Hân không thật sự không còn nhiều trong kho, Hân chỉ còn lại rất là ít số lượng, nên là nếu như bạn nào mà đã thích cái mẫu như thế này rồi thì lên nhanh tay đặt lại, để lại số điện thoại giúp cho Hân hoặc là chốt hàng nha. Đúng rồi, vâng, cảm ơn các bạn. Số điện thoại của Hân là số điện thoại là 0988168066, kể cả những cái bạn nam hay bạn nữ có nhu cầu mua nó 1/2 3/4 như thế này với giá 129.000 đồng thì chúng ta cũng nên nhanh tay để lại số điện thoại để Hân có thể chốt hàng các bạn với cái giá ưu đãi như thế này. Thì cứ nhắn tin cho Hân là hay là chia sẻ giúp cho Hân cái like như thế này của Hân thì Hân sẽ để ở cái mức giá như thế này thôi ạ. Đúng rồi, rất là nhiều người bạn mà đang vào xem ở đằng sau, đúng, bạn nào đang tham gia cái live này thì rất là cảm ơn cái sự ủng hộ động viên nhiệt tình của các bạn đối với shop. Hân cũng like, thời gian Hân like quá dài rồi. Hân nữa là mấy hôm nay Hân cái tình hình Hân ấy, Nguyễn Hà Lê Anh chào em nha. Mấy hôm nay Hân cũng hơi bị khản giọng một chút. Cũng sắp đến dịp trung thu, cũng đến dịp lễ nên là mọi người tranh thủ sắm cái đồ các phụ kiện để hỗ trợ cho mình những cái chuyến đi du lịch chơi cùng với bạn bè gia đình. Chị chào em nha. Thì có rất là nhiều giáp bảo hộ chân tay, các dòng phụ kiện như là bao tay, rồi là phun nón phun phây, áo giáp, giày SWAT. Nói chung là bên Hân cung cấp đủ các phụ kiện cho các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì các bạn cứ inbox cho shop hoặc là qua địa chỉ 1/7 đường 38 phường Bình Trưng Đông, quận 2, để các bạn có thể nắm rõ được, đúng không? Hân thật ra thì các những cái bạn nào theo dõi cái like của shop thì biết là không bao giờ mình like xả hàng ồ ạt, bởi vì là hàng bên Hân là hàng hãng và giữ cái giá ổn định, nên là tri ân cho khách thôi, đúng không? Cảm ơn em nha, em đang rủ anh em qua ủng hộ full face cho chị nữa. Đúng rồi, hôm nào rủ các anh các em qua đi ủng hộ cho chị Hân nha. Nhớ dẫn vợ qua cùng nha, để còn chụp hình làm mẫu nha, còn lợi chị Hân á. Hai vợ chồng nhớ dẫn nhau qua đây mang cái xe bao ngờ bao xinh cái qua shop để chụp ảnh nha. Đúng rồi, cảm ơn em. Xin chào bạn Dương Quốc Trung. Đó, đúng rồi, ok nha. Ngày gần nhất sắp mùng 2 tháng 9 nên là những cái chương trình mua bất cứ sản phẩm gì cũng có kèm quà tặng thì vẫn được ở bên Hân áp dụng từ hôm nay cho đến hết ngày mùng 2 tháng 9, nên là các bạn cứ yên tâm đặt hàng ở bên shop. Những cái đợt như lễ như thế này thì các bạn nên tranh thủ mà vừa có cái đồ cho mình dùng mà vừa được mình đảm bảo được cái em. Thật ra thì bây giờ đội nói thật với các bạn là đội nón bảo hiểm ấy, bây giờ nó không phải là ăn cái phần mà đội nón bảo hiểm thời trang cũng như là để như làm bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình, đúng không? Làm sao mà là đảm bảo được cái thời trang này cho những cái người nhìn đối diện với mình cảm thấy trân trọng mình. Đó là cái những cái hãng sản xuất đã đưa ra những cái mẫu nón phù hợp, những cái tem rất là đa dạng, màu sắc bắt mắt, trẻ trung dành cho mọi lứa tuổi là như vậy. Bây giờ những Hân làm cái kinh doanh này thì Hân biết cái ngành nón, riêng cái ngành nón bảo hiểm này đa dạng, cái mẫu mã đa dạng còn hơn là quần áo giày dép, các bạn có tin một điều như vậy không? Còn đa dạng hơn cả quần áo giày dép luôn đấy ạ. Khi Hân vào trong cái kinh doanh cái như thế này thì Hân hiểu một điều rằng là thì ra
cái nhu cầu phát triển cái thời đại hiện đại 4.0 như thế này rồi, cái nón bảo hiểm các mẫu mã còn đa dạng hơn ấy, còn phong phú hơn, chất lượng hơn và hợp thời trang hơn cả những cái hãng quần áo giày dép. Các bạn cứ tìm hiểu trên thị trường mà xem bao nhiêu hãng này, bao nhiêu là cái màu sắc rồi là kiểu cách cũng bắt mắt, hợp thời trang rất là đẹp. Thật ra thì bây giờ 100% là đội nón bảo hiểm rồi, chứ không có ai đi ra đường mà còn đội được những cái nón vải nữa, đúng không? Chỉ là đi biển thôi, chứ còn 100% là nón bảo hiểm, nên nó như một cái thời trang thiết yếu của chúng ta. Nên là các bạn lựa chọn cho mình cái nón như thế nào thôi. Các bạn lựa chọn cho mình những cái nón như thế nào mà phù hợp với cá tính của mình, phù hợp với sở thích của mình, cũng là gọi là để tăng thêm cái nhan sắc của mình cho cái người đối diện, người ta phải trân trọng mình. Bây giờ người ta gọi là đẹp từ mô đầu đến gót chân là như thế đấy, đẹp từ mô đầu đến gót chân của mình là đại diện là cái nón bảo hiểm, mà cái mô cái gót chân mô đầu của mình là nón bảo hiểm, cái gót chân của mình là đôi giày đôi dép, đúng không? Quần áo mình mặc thì tất nhiên là cũng phải thời trang rồi, nói chung là tất tuốt rồi, theo thời trang. Thế nha, like ngày hôm nay thì Hân cũng like dài rồi, nên là Hân xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối rất là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái live tri ân tiếp theo của shopvượt.vn, 107 đường 38 phường Bình Trưng Đông, quận 2. Nếu như các bạn nào có thắc mắc hay có nhu cầu gì cần thiết để Hân giải đáp, hay là cần tư Hân tư vấn thêm, cứ gọi điện trực tiếp cho Hân. Số điện thoại 0988 168 066. Một lần nữa thì xin là hân hạnh gửi lời chào đến tất cả mọi người đã ủng hộ xem cái live là ngày ngày hôm nay của Hân. Những cái bạn nào để lại số điện thoại cho Hân thì lát nữa Hân sẽ nếu như muộn rồi thì ngày mai Hân sẽ gọi lại cho các bạn, hoặc là các bạn inbox cho Hân thì Hân sẽ trả lời lại nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm và luôn luôn động viên đến sức khỏe của em. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại.